X88 Nhà đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà phố đẹp tọa lạc tại Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng và đang được giao bán với giá 1 tỷ 950 triệu. Căn nhà có diện tích 36m², 3 tầng thiết kế hiện đại đầy đủ công năng bao gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi, hướng Tây Nam. Không gian phòng khách và phòng bếp thông nhau. Không gian trước mặt của ngôi nhà là phòng khách rộng được lát nền đá hoa sáng bóng, hệ thống đèn chiếu sáng trang trí bắt mắt. Đi vào bên trong là không gian phòng bếp được trang bị đầy đủ kệ bếp cùng tông cực đẹp và sạch sẽ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Nhà nằm trong ngõ rộng, xe máy đi lại thoải mái, xung quanh có nhiều tiện ích. Đi lên khu vực các tầng phía trên được chia thành nhiều phòng ngủ rộng và đón ánh sáng, có cửa sổ đón gió và ánh sáng. Khu vực tầng thượng trên cùng là phòng thờ và sân thượng. Chỉ với 1 tỷ 950 triệu là quý khách có thể sở hữu ngôi nhà 3 tầng 36m², hướng Tây Nam này. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.